with me, niggas. Broad Street is king. Broad Street is king. Toàn đánh nhau à? Sao anh không mặc toy đi làm adverb mới mặc toy vậy? À, làm adivision thì không được sử dụng toy em ơi. Mình phải để không như thế. Nói chung là không được sử dụng toy đang adivision. Có khi nào off adivision mới được sử dụng toy. Ấy. Sói buồn. Cảm ơn Biên Hòa nha, cảm ơn nha. Cái này mấy ông ngoài toàn đánh nhau luôn thôi. Cái gì đấy? Thả ra ông Lương Thanh Đạt kia. Ơ, tôi có làm gì, tôi đang lướt Facebook mà. Tôi có bắt ai đâu mà sao lại thả ra. Ơ, tôi đang lướt Facebook vũ vả vũ vẩn nhỉ. Nãy em cầm PCJ chạy dọc bên cầu để vượt biên trêu sát phóng mắc tốc độ mấy sát đằng sau sấy em mặt cười. Thế em có bị làm sao không? Có bị bắn trúng không? Có bị bắn trúng không? Ơ giờ sao mấy ông không vào nhỉ? Careful shithead. Có bị mấy ông cột độ bắn trúng không? I ain't put my melon back. What's your problem, man? What are you, blind? I'm an officer. Không sao anh à? À không sao. Chúng được gìn. Chú chúng được kim tâm với chúng à? À. Chỉ là những tiết nối của một thương đôi mười đã xa. Anh đã có đã có rất nhiều. À, chương trình hướng dẫn bắt đầu. Đợi anh chút em mở nhạc. Đầu tiên nhá. Em à, nếu mà em đã biết nộp đơn thì cứ lên forum này. Ví dụ Sun New chẳng hạn. Đây, anh đây cứ ví dụ nhá. Đây đây đăng ký. Phạm Thành Bịp. Đây ví dụ nhá. Bên dưới là dán ảnh đúng không? Hiện tại thì dán ảnh trực tiếp trên forum bị lỗi nên anh em sẽ phải sử dụng qua trang web khác. Từ tôi tắt cái gì đã. Sao bây giờ nó cập nhật cái này khó chịu thế nhở. Đây nhá, anh em dùng tab mới này. Thẻ mới. Ừ. Vào đây này. Ghi là app ảnh.org. Đây nhá, app ảnh.org nhá. Đây, lúc đầu nó vào như thế này. Nó như thế này. Hoặc là nếu anh em mà tìm kiếm sai ấy. Đây tôi ghi được luôn. Đây logo nó đây nhá. Lưu trữ và chia sẻ miễn phí không giới hạn. Cái gì ông Vino mà làm intro đắt tiền với nó không hay cho lắm. Không nên làm, thà không có. Vào thẳng video hay hơn. Ở đấy giờ ông Vino này như nào nhỉ? Nó gọi là cái gì? Tôi cứ bị quên từ nhỉ? À, kiểu ông dập tắt hy vọng. Người ta đang muốn làm intro cho tôi thì ông lại bảo thôi làm intro tốn tiền lắm đừng có làm. Dập tắt hy vọng.
nẫu ruột thật sự. Để nhờ anh hướng dẫn tiếp cho Uy nhá. Sau đứa Uy nhá, tại Venom nó cứ phá đám, nó cứ dập tắt hy vọng của mọi người. Vì tôi là Venom mà ông. Nhưng mà Venom nó như nào nhỉ? Venom nó tôi cũng chẳng biết tả như nào thôi. Dẫn tiếp chưa? Uy nhá. Đây em vào up.org này. Em bấm vào Start Uploading. Em chọn một bức ảnh bất kỳ. Ví dụ anh chọn bức ảnh này. Xong này. Cơ Phúc, anh ơi bây giờ nộp làm bác sĩ làm sao? Đợi chút anh hướng dẫn từng người một nhé. Chương trình hướng dẫn bắt đầu. Đấy, em bấm vào upload xong rồi sẽ ra cái này, mã nhúng link người xem. Thì em bấm vào cái link người xem này. Nó sẽ ra cái bảng như này. Một là nó sẽ ra bản tiếng Việt. Hai là nó sẽ ra bản tiếng Anh. Nếu là bản tiếng Việt thì em chọn nhúng diễn đàn BB Code này nhá. Đấy. Còn nếu mà nó ra bản tiếng Anh như thế này. Cái kịch bản chuyển sang tiếng Anh như nào nhỉ? Đây. Nó sẽ là như này. Đây nhá, đấy nó sẽ là embed BB code forum nhá. Đây nó sẽ như thế này. Đấy. Nó sẽ như thế này. Khi nào như này xong em thấy cái chữ copy không? Em bấm hẳn vào chữ copy. Đấy, nó sẽ có hiện bảng là đã sao chép rồi. Ok, sao chép rồi nhá. Em quay lại trang nộp đơn. Đấy, xong mà em dán vào đây, em giữ vào đây em dán. Dán. Đấy. Nhớ là dán đừng để xóa gì nhá, đừng để xóa link này nhá, xóa link là chết dở đấy, xóa một dòng nó là hỏng luôn cả bức ảnh. Đấy xong rồi nhá, em làm xong hết rồi, ví dụ là đấy, xong đơn. Ký tên. Bịp. Rồi, em là xong như này rồi nhá, em đăng. À quên mất anh chưa nhập tiêu đề. Thành bịp. Rồi. Để ví dụ nhá. Để ví dụ cách up ảnh chứ ai đừng bắt chước theo nhá. Đấy. Em bấm vào đơn để em xem. Ừ, ảnh đâu? À nhớ loạn lại, loạn lại trang nhá. Để loạn lại. Ôi giời. À đây ảnh rồi, ảnh bây giờ nó mới up. Nó up lâu do lag nhá. Đấy, ảnh đây nhá. Xong rồi nhá. Có ảnh rồi nhá. Uy đâu rồi? Uy ơi. Uy ơi Uy. Đấy anh hướng dẫn xong rồi nhá, không tí lại bảo anh không hướng dẫn. Đấy, đấy xong rồi nhá. Xong việc của tôi. À ok. Đấy, dỡ dễ dàng. Bịp. Ok, bây giờ đến lượt bạn nào nhỉ? Bạn là Cơ Phúc. Anh ơi bây giờ nộp đơn làm bác sĩ làm sao? Đấy, chỉ là bác sĩ. Đây nhá, đầu tiên này. Anh lại làm hướng dẫn từ đầu cho em xem nhá. Em lên chôm này. Em ghi lại forum.gtaviet.net. Em bấm vào đầu tiên nó sẽ một từ là từ diễn đàn. Hoặc là nếu mà nó ra như kiểu bảng như này, em bấm vào dấu ba cạnh này. Chọn là diễn đàn này. Đấy, nó sẽ ra bảng như thế này. Em vuốt xuống. Vuốt xuống. Ở phần chính phủ. Bấm vào San Andreas. Đây phần San Andreas này. Chơi SO2 donate 50k. Hướng dẫn xong chơi luôn. Làm game này vì donate mà anh em. Anh em phải thông cảm cho tôi chứ. Đừng có chê donate. Chê donate là dở đấy. Không có tiền đâu. Đấy. Em bấm vào đấy sound red rồi đúng không? Ngay dòng thứ hai đó chính là file Determine Sound Red là bác sĩ.
Em bấm vào đi nhá, dòng thứ hai nhá, mục thứ hai này. Ơ kìa, bây giờ phải sống vì tiền chứ. Thật ra nó thì vì tiền thì cũng không phải, nhưng mà không có tiền không sống được anh em ạ. Giờ mà tôi vì đam mê cũng không đúng, phải có tiền đã rồi mới đam mê được. Có tiền đầu tư đam mê chứ nó mới phát triển chứ, không có tiền đam mê sao mắc tối đa được. Xịt luôn đấy. Đấy, bấm vào rồi nhá. Em bấm vào nộp đơn xin gia nhập tại đây này. Đấy. Ơ kìa, sao lại nói đam mê của anh là tiền? Nói thế không phải. À, tôi đùa. Tưởng ông thế nào với nôm này. Chứng tỏ ông từ nãy giờ ông toàn nói dối đó điêu. Bốc phét. Bốc phét hơn tôi. Tôi bốc phét tôi còn làm thật một tí. Chơi L2 trọng gai không donate đâu. Hello nỉ nhá, lâu lắm rồi mới thấy nỉ. Đấy, em bấm vào nộp đơn rồi nhá. Em chọn. Mà trước khi nộp đơn đấy thì anh gợi ý cho em, em lên đọc kỹ cái điều kiện của bác sĩ đề ra. Đây là tình trạng tuyển dụng, vui lòng đọc kỹ trước khi nộp đơn tại tổ chức. Bấm vào nhá, đọc đã. Sở Y tế Sararep Fireman xin thông báo mở tuyển nhân lực. Điều kiện như sau: đã sinh sống tại Sararep 6 năm, level 6 trở lên, tiền án tiền sự từ 10 trở xuống, đã tốt nghiệp đại học có bằng cấp và chứng chỉ y học. Cái này em bỏ qua này, cái này em có thể xạo. Em ghi tiểu sử là tôi có bằng cấp, bằng tốt nghiệp và chứng chỉ y học. Đấy, em xạo tí cũng được, không nhất thiết là phải ghi là có. À, ừ, có niềm đam mê cứu người và chữa trị các bệnh nhân. Đấy, phải có niềm đam mê như anh ấy, có niềm đam mê giết người và giết các bệnh nhân, khiến cho họ tự tử, dẫn đến con đường chết, về âm phủ nhanh hơn, gặp diêm vương. Rất mong được làm việc cùng các bạn. Vâng. Những điều cần lưu ý khi nộp đơn xin gia nhập tại Sunred Fidepanen: 1. Tuyên thủ và làm đúng theo mẫu đơn, tuyệt đối không sao chép đơn của khác. 70% cũng tính là sao chép nhá, không được sao chép nhá. Mình phải tự nghĩ ra, đấy chỉ là tham khảo thôi, mình phải nghĩ ra gì mới mẻ hơn, tuyệt vời hơn. Hoặc là tí nữa anh làm em cái mẫu đơn luôn, xong rồi em sao chép mẫu đơn của anh nhá, hợp lý. Ừ. Viết và khai báo rõ ràng chính xác những thứ theo mẫu đơn. Độ chênh lệch tối thiểu thời gian trong hình ảnh cung cấp là 3 ngày. Thế nhá. Tức nghĩa là thời gian ấy, cái thời gian mà anh em làm ấy, nó phải trùng với cả hôm nay hoặc là ngày mai, nhưng mà đừng quá 3 ngày nhá, quá 3 ngày là xịt đấy. Nói chung là anh em chỉ làm đơn trong 2 ngày là được rồi, là ok rồi. Anh em tập trung làm đơn 2 ngày là được rồi. Ngày thứ 3 là anh em phải đăng rồi, đừng làm quá 3 ngày là xịt. Nào, thứ hai, hãy lịch sử và tế nhị khi nộp đơn tại tổ chức của chúng tôi. Yêu cầu không gọi điện, nhắn tin hay những việc đại loại thế, kể cả tác tên nhá, không được tác các bác sĩ nhá. Đã nộp đơn rồi không tác nhá, đợi duyệt nhá, đừng có tác, đừng quấy rầy, để quấy rầy làm phiền đến người của tổ chức đấy. 3. Nếu người kiểm duyệt phát hiện bạn nộp đơn ở nhiều tổ chức cùng lúc thì đơn của bạn tại tổ chức chúng tôi sẽ lập tức xét vào loại không duyệt, không có dấu phẩy gì cả. Cái ông bác sĩ này, đáng lẽ cái dòng đầu tiên đã để dấu phẩy rồi, bắt người ta phải đọc ra không có dấu phẩy, moi cả mồm. Tức là anh em đã muốn làm bác sĩ ấy thì chỉ nộp vào bác sĩ thôi, anh em mà nộp vào cảnh sát nữa là toang nhá, là xịt luôn đơn. Nộp một nơi duy nhất. 4. Mọi hành vi spam đơn sẽ bị đưa vào danh sách đen của tổ chức từ 1 tuần đến vĩnh viễn. Tức là làm đơn ấy thì đừng có làm nhiều, làm một lần duy nhất thôi. Đừng có spam liên tục kiểu tao làm đơn này xong bị từ chối rồi lại làm tiếp, không nhá. Lưu ý, hình thức xử phạt sai phạm đối với 1 sẽ đưa vào danh sách đen từ 1 tuần đến 3 tháng, thấy chưa? Đối với 2 từ 2 tuần đến 6 tháng, thấy chưa?
đối với ba không xét duyệt đơn và cho vào danh sách đen 1 tháng. Thấy chưa? Thấy nó nặng chưa? Cô anh em comment nhiều thế nhỉ? Còn luật thì sao anh? Em muốn vô sang New và học luật ở đâu vậy? Anh để muốn tí nữa anh hướng dẫn. Lớn gì lúc còn làm bác sĩ người hoài. Ơ kìa, cho anh Thanh Đạt làm bác sĩ thì chắc méo ai muốn tâu. Ơ nội dung em làm thành bài văn luôn đúng. Hợp lý. Luận Sanpe ra liền ư? Tôi đi hớt tóc đâu. À hớt tóc, tóc đâu á? Vô sáng sách đen dãy mới hôn anh. Bye Venom. Hello Trừ Phương Nguyễn nhá. Rồi. Rồi vậy sao đã đọc xong điều kiện nhá. Hiện tại bác sĩ đang tuyển dụng nhá. Nhanh lên. Không một tí đóng tuyển dụng. Đừng có trách, đừng có trách tôi. Và đây là mẫu đơn xin gia nhập SDSA. Copy hết từ cái chỗ đơn xin việc cho tôi. Nhớ là sao chép cả logo nhá. Lưu cả logo nhá. Ừ tiếp tục đi anh. Ok em. Tưởng em không xem nữa. Sao chép, sao chép. Kéo, kéo, kéo mạnh xuống. Cho đến khi phần cắt trang rồi nhá. Chứ đừng có sao chép phần lưu ý nữa nhá. Toàn đấy. Lưu ý là phần tiểu sử vui lòng không copy của người khác dưới mọi hình thức. Nếu bị phát hiện sẽ có thể liệt vào danh sách đen của tổ chức. Thời gian online phải báo thành đoàn và chính xác. Đấy. À bây giờ nhá, đã sao chép xong rồi đúng không? À từ từ tôi copy cái logo cho anh em xem cho nó ấy. Tải hình ảnh xuống. Rồi. Em đọc luật Sun New chắc em dành ra 3 tuần để đọc hết luật và cắp mã code. Cả mã code nhanh không mày? Em có thể chọn chỗ không tiền tố là chờ xử lý. Rồi, xong tiêu đề bài viết là đề ví dụ nhá. Phạm. Ở đơn xin gia nhập cũng được. Cứ ghi nhanh. Đây, đơn xin gia nhập SDSA. Xong, tiêu đề đã xong. Bấm vào nội dung. Đây nhá, dán vào. Dán cái phần vừa copy vào. Đấy. Xong nhá. Xong rồi ở đây cách ra. Cái dòng này để copy link này. Thì em lại lên em có thể lên tự ý nào làm hết cái này đã rồi dán ảnh sau nhá. Cứ cách ở đấy ra đã. Đơn xin việc Incharate là IC, tức là nhân vật trong game của em. Họ và tên Phạm Thành Bịp. Đừng, à đừng viết dấu nhá, đừng viết dấu nhá. Viết y hệt như anh nhá. Hoặc là ví dụ như tên của em là Cơ Phúc đúng không, thì ghi như này. Cơ Phúc. Đấy, ghi như này nhá. Ghi y hệt như này nhá. Đấy. Còn nếu đây ví dụ tên của anh không viết dấu, không viết hoa. À, ừ không viết dấu thôi nhá. Tuổi. Đây anh ví dụ nhá. Anh hôm 3 bây giờ bao nhiêu tuổi nhá? Ừ, 1. Anh ví dụ thôi nhá. Giới tính. HD. Công việc hiện tại. Đại loại làm chắc đi. Đấy. Đùa thế chứ nam. Số điện thoại là số điện thoại ở trong game của em ấy. Em ghi lệnh thông tin lên này, em sẽ ra số điện thoại đây. Ví dụ số điện thoại trong game của anh là 640814. Đây là số điện thoại trong game. Nơi ở. Nơi ở. Nơi ở đâu nhỉ? Nơi ở thì nghĩ ra ở đâu nhỉ? San Firo đi. Em cứ nghĩ bừa San Firo. Ừ San Firo. Thời gian sinh sống và làm việc tại San Red. Nhớ là nãy em vừa đọc điều kiện là 6 năm đúng không? Thì em mà đã là level 6 rồi thì ok, ghi là 6 năm. Là level 6. Tiểu sử. Tiểu sử này mới dài này. Tên trong game hay ngoài đời vậy anh? Tên trong game nhá. Cái phần IC là tên trong game này. Phần đầu tiên là tên trong game. Còn tiểu sử, bởi anh nghĩ ra một cái tiểu sử luôn. À tiểu sử tí nữa ghi nhá. Tiểu sử để sau đó. Tại sao bạn muốn gia nhập IFDA? À, muốn giết người. À, giết bệnh nhân. À, đưa bệnh nhân đến âm phủ nhanh hơn. Để gặp Diêm Vương. Đấy.
Đây là lý do tại sao tôi muốn gia nhập SDSA nhá. Hello 13 người đang xem nhá. À cũng có 10 người xem thôi, YouTube nó làm ăn lỗ thật. Giới thiệu về bản thân mình. Lái xe tốt. Tốc độ đến bạn à tốc độ ở lấy xe tốt. Đưa đến âm phủ nhanh. Ơ hello anh, ơ hello bác nhá. Đấy, đây là tôi ví dụ nhá. Đấy, thế thôi, ngắn gọn. Nói chung là về trình lái bác sĩ thì thường là hay là lái xe này. Đấy, thường là lái xe thì anh kia là lái xe tốt cho tôi là được. Đúng rồi, đừng đi tốc độ bàn thờ, thế là hơi quá. Bây giờ lái xe tốt này là được rồi, lái xe tốt, nhanh nhẹn. Đấy, đã từng tham gia tổ chức nào, nếu chưa ấy, thì ghi chưa, còn nếu có ấy, thì ghi là ví dụ như quân đội là SAS này, cảnh sát là SAPT này, làm tổ chức nào thì ghi hết ra nhá. Làm cả Sun News thì ghi cả Sun News này, làm cả taxi ghi cả taxi này, còn nếu không làm cái thằng áo ấy thì ghi là chưa. Lý do rời khỏi tổ chức do vì lý do rồi tổ chức, nếu không có thì cũng là chưa nhá, còn nếu có thì anh em tự nghĩ ra nhá. Tiền án tiền sự có không, tức là lúc anh em thông tin lên anh em sẽ thấy ở trong cái tiền án tiền sự, cái phần tội phạm ấy là bao nhiêu. Mà điều kiện FDSA của bác sĩ là bắt buộc phải dưới 10. Thì anh em, ví dụ của tôi là 9. Đấy, 9. À tiền án sự có này. Nhầm, tôi nghĩ có. Mức án từng phải nhận 9 này. 9 năm tù. À không, như 9 thôi. 9 chắc là được rồi đấy. Bạn đã xem qua sổ tay FDA rồi, tức là anh em đọc qua nhá. Rồi. Nhớ là phải đọc đấy. Muốn làm phát nó khổ lắm, nó không dễ đâu. Bạn sẽ tuân thủ mọi điều luật trong nội quy. Sẽ tuân thủ. Bạn sẽ tuân thủ tốt luật pháp chính phủ Sanred, tất cả luật Sanpe đấy anh em. Sẽ tuân thủ. Đây, bây giờ đến OOC này. Đây là tên ngoài đời nhá. Đây là cái tên của ngoài đời. Tên ngoài đời. Tên ngoài đời là cũng là Phạm Đại Bịt. Ghi có dấu luật nhá. Cái này ghi có dấu được này. Cái này nhân vật ngoài đời, tức là mình ấy, chính là mình ấy. Tuổi 1. Giới tính nam. Thời gian online càng nhiều càng tốt nhá. 3 tiếng chẳng hạn. Mà cứ ghi 5 tiếng đi. Từ sáng đến tối 1 2 3 ừ 3 tối là 1 2 6 3 7. À đâu vẫn 5 tiếng. Ừ 5 ừ 5 tiếng. Sáng 7 tiếng. Sáng à? Sáng nghỉ bừa ra đi. À, nghĩ đúng giờ nhá, từ 6 giờ không không sáng đây, sáng từ 6 giờ đến đến sao tự nhiên ở Mai Solo với anh Đạt không, đến 7 giờ chẳng hạn, 9 giờ chẳng hạn, nhớ là đúng 7 tiếng nhá, là tính là luôn là chiều trưa, từ 1 giờ đến 4 giờ. Và thậm chí anh em có thể ghi này 14 giờ 00 rồi. Chứ đừng ghi giờ trong cái phẹt. 1 giờ 00 này. 06.00 này. 09.00 này. Xóa chữ giờ đi. Đấy. Ok. Tối 18 giờ chẳng hạn. Đến 21 giờ.
Đây ví dụ nhá. Rồi. Bạn có chắc chắn thời gian bên trên là thời gian bạn có thể online không trong ngày không? Không chắc chắn. Nói đùa chứ ghi là chắc chắn nhá. Kênh liên lạc OZC Facebook hoặc Discord. Copy link Facebook của mình hoặc là link Discord của mình vào đây nhá. Em có muốn hướng dẫn cả link Discord không? Để anh hướng dẫn luôn. Còn đây là hình ảnh nhân vật trong thông tin và túi đồ tất cả các trang. Tức là em sẽ chụp. Em vào game em ghi lệnh sạc thông tin này. Nó sẽ hiện bảng ra. Thì em chụp trang 1 xong rồi sang trang 2. Xong rồi tí nữa lại túi đồ. Lại sang trang 1, trang 2. Chụp hết ra xong rồi tí nữa. Em lại lên web khác. Đây em lên cái web up ảnh này. Up ảnh.org. Chọn start này. Đây ví dụ đây logo. Chọn xong này. Chọn upload này. Xong rồi chọn dùng diễn đàn BB code này. Xong rồi sau chép này. Và nó là từ forum ấy. Đấy xong rồi copy vào đây là xong. Đây là một bức này. Xong rồi copy tiếp bức nữa. Xong rồi copy tiếp bức nữa. Đấy. Tổng cộng có 4 bức nhá. Nếu mà hình ảnh nhân vật này chắc chắn nó có 4 bức. 4 bức ảnh liền. Đấy xong. Xong rồi quay lại đây là dán cái logo ở đây. Lại quay kia dán logo ở đây. Đấy là xong. Còn đây phần tiểu sử em xạo. Em chế ra. Em nghĩ làm sao hợp lý nhất có thể. Đấy. Tôi tên là Phạm Thanh. Nhớ là không viết dấu nhá. Sinh năm 2022. Đấy. Gia đình tôi có một người, đó là tôi. Tôi sinh ra trong. Thôi nó đùa đấy chứ. Nó đùa thế chứ. Đấy, tự nghĩ ra là được. Đấy nhá, hướng dẫn xong rồi nhá. Nhớ là ví dụ đây nhá, ở đây ghi bằng cấp này. Tôi tốt nghiệp đại học y Hải Phòng. À đừng ghi dấu. Có ghi dấu cái tiểu sử, có ghi dấu nhá. Đấy. Đây ví dụ nhá. Gì nữa nhỉ? Có chứng chỉ. Ở trong đấy có cái điều kiện anh em ghi vào nhé. Có chứng chỉ tự. Thích thì tôi lên đây tôi xem tiếp. Anh em dùng trang khác em lên forum này. Đấy. Xong rồi xuống đây. Đâu nhỉ? Có định mệnh đâu nhỉ? À dưới quên. Đọc lại cái điều kiện. Đây đã tốt nghiệp đại học và có bằng cấp chứng chỉ đại y học. Đúng rồi, tôi ghi như này đúng rồi đấy. Anh em ghi y hệt như này, thay đổi chữ thành phố hoặc là như nào. Anh nhầm. Đây nhá, ví dụ đây, đây là anh em ở San Fio đúng không? Tôi tốt nghiệp đại học y. Đây San Fio. Đấy. Ôi đại loại như thế nhá. Nhớ là ghi thêm hai cái đấy vào. Là mình có làm đã tốt nghiệp bác sĩ nữa, hiểu chưa? Từ nãy giờ cái gì nhờ ông nào nhờ? Ông gì nhờ? Ông gì có xem không nhờ? Từ nãy giờ tôi hướng dẫn không bị bất công ấy nhá. Không thấy cảm ơn gì cơ phúc. Nãy giờ có xem không nhờ để tôi cũng biết đường đây. Kiểu này không xem nữa rồi, bỏ tôi rồi. Đấy. Bao công ty hướng dẫn đấy, sau rồi nhá, thế thôi nhá. Tôi xóa đi, không tí tôi lại up nhầm chết cha thôi. Xong rồi nhá. Ây Thank you.
xem nó thì em ghi ở trên này thì là ALL luật sắp tê rồi. Anh nghe chào đầu tiên. Đây. Tôi không đọc hết chỗ này đâu, mệt lắm. Đừng nghe tôi. Bé xôi. Đấy, quật đấy. Đấy, học đấy. Nhiều lắm, tha hồ. Đấy. Woohoo.